các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi đến phần tiếp theo là đi đến các vật dụng về sửa chữa điện thoại, phần cứng điện thoại là những vật dụng gì. Chúng ta đi từ từ từng cái một. Chúng ta bắt đầu từ bộ tôm vít này. Chúng ta phải có những chiếc tôm vít để mở những chiếc điện thoại ra. Đây là những chiếc tôm vít. Đây. Tôm vít. Đây là những chiếc tôm vít nha các bạn nha. Đây là chiếc banh, banh đứng để mình gắp IC. Đợi tí mình kiếm một cái mên để mình... Đây ví dụ như con này nhé. Đây là để mình gắp IC này. Đấy. Đấy. Gắp IC này. Bánh này cũng thế này. Gắp IC. Gắp. Gắp. Đây, cái bánh này để gắp những con nhỏ nhỏ thế. Và đây là những chiếc tô vít để chúng ta vặn ốc này. Đây, đây là tô vít bốn cạnh. Bàn chải để cọ, cọ cho sạch. Chất tẩy rửa, butin. Mua ở các hiệu sơn. Đây là nọ thiếc này. Nọ thiếc. Máy sấy tóc này dùng để sấy sấy máy điện thoại rơi nước nhá. Sấy máy điện thoại rơi nước, mình dùng tôm vít mình mở ra. Ví dụ như mở được cái chiếc điện thoại to như này ra rồi thì mình sẽ sấy vào. Sấy thẳng trực tiếp vào. Sấy. Đây là phần cứng. Chiếc điện thoại đây như cái này là phần cứng này. Loa này. Đây trong này phần cứng, đây là bộ vi xử lý nó nhé. Ở trong khu vực này, đây là chân pin này. Đây là đèn, đèn rất quan trọng để mình soi sáng lúc trời tối thì mình làm cho nó tinh hơn. Đây là mỡ, đây là lọ mỡ. Lọ mỡ để mình dùng để làm chất dẫn nhiệt. Còn nữa là nhựa đường để quận thiếc hàn nhé, thiếc hàn. Ở đây mình giới thiệu qua về những chiếc khò này. Đây là chiếc khò Quick 858D. Đây là các nút về chỉnh về nhiệt độ nhé. Đây là nút chỉnh về nhiệt độ này. Kho này ở Quick tốt lắm. Kho này nhiệt ra đều đặn. Dây này mềm mại. Đây là gió này, nút này nút gió nha. Mình chỉnh độ gió này cho vừa tầm để mình còn kho nhá. Đây là nút công tắc nguồn này. Khi mình kho thì mình chỉnh nhiệt độ sao cho nó hợp lý là được nhá. Sao cho hợp lý là được. Nếu nhấc lên là bắt đầu kho hoạt động. Đây, tắt đi. Bên này là kho của Hoàng Thông Mobile. Cái kho này thì dây nó rất cứng. Dây kho này cứng lắm mà nó không được bền như loại dây bên này. Dây bên này tốt hơn. Kho bên này thì 1.350.000, kho bên này 1.100.000. Đây, cái này thì nó cũng thế thôi. Giống như bên kia thì nó cũng bắt chiếc nhau thôi. Nút này cũng gió này, hai nút này cũng tăng nhiệt xuống giảm nhiệt này. Tiền nào của đấy. Đây bây giờ đến mỏ hàn Quick 9362.
Đây là chiếc mỏ hàn, vừa hàn màn hình còn vừa hàn IC, và ngoài cạnh đây là một cái công tắc của nó. Đây, đây là công tắc, đây là công tắc của hàn này. Và nút này là nút tăng nhiệt độ nhé, nút tăng nhiệt độ 700 nhiệt độ 400. Đây mình còn giới thiệu thêm một số thứ nữa. Đây là những cái vịt làm chân nhé, làm chân IC, làm chân các con IC, làm chân IC. Đây mình quay lại cho tất cả các bạn. Đây là mình để như thế này, hai khò một hàn. Trước mình còn khò nó to lắm, nhưng mà khò thì hỏng rồi. Cái khò đấy là quick 960. Đây là các vật dụng làm phần cứng, các bạn nhìn rõ nhé. Đây là khò, khò quick 858D. Đây là khò Hoàng Thông Mobile. Đây là mỏ hàn Quick 936A. Đây là đèn, đèn này các bạn mua ở nhà là làm cho nó đỡ sọi vào mắt là được. Đây, đèn này ấy sáng không? Sáng không? Sáng không? Đây để lúc mình làm những con IC nhỏ nhỏ này. Đây, nó con IC nhỏ nhỏ đấy. Đây, IC nhỏ. Đấy, đây con IC nhỏ đấy. Đây, đây là vỉ Lokia. Đây mình tiện bài mình chỉ luôn sơ đồ phần cứng luôn. Đây là con CPU này, CPU của nó. Bài phần tiếp theo thì mình sẽ quay luôn trực tiếp trên máy tính cho nó nét. Đây là con công suất nhé. Công suất này để làm gì? Để phát sóng, để tạo ra đường sóng truyền cho tới nhà mạng. Đây là chân pin, là nguồn pin đi vào đấy. Đây là chân pin. Đây là con dao động 16m. Đây có dao động 25m. Đây là chân sim, dung, camera, khu thẻ nhớ, chân sạc. Đây là con flash của nó nhé. Đây là bộ lưu trữ dữ liệu của chiếc điện thoại để cung cấp sang CPU điều khiển các chân, điều khiển để con CPU này phân tích dữ liệu truyền ra ngoài. CPU thì phân tích, còn cái này là bộ nhớ các bạn. Bộ nhớ thì để ghi nhớ đấy, thì lúc nào con CPU này lấy thông tin từ cái này chuyển sang bên, lấy thông tin và xử lý đi ra màn hình này, xử lý màn hình này, xử lý sóng này, xử lý loa mic này, tất cả các thứ đều trong này nhá. Camera, khu này khu chân sạc này, khu chân tay nghe. Đấy. Mình lật mặt trước lên. Đây khu vực này là khu vực phím nhá. Đấy, phím. Đây là cái mic của nó. Khi mình hỏng mic này mình bỏ ra và mình hàn cái mic dây vào. Đây là mic dây này. Đấy,
đây mic dây, đây các bạn hàn cái mic dây này vào. Đây là khu loa trong, đây là chân màn hình này, đây các bạn nhớ đây chân màn hình nhá. Bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhấc các vật dụng ở trên này ra để mình sửa chữa thay thế. Nó cũng đơn giản thôi. Khi mình hỏng cái này thì mình nhấc cái này ra, mình thay cái này. Để khi hỏng chân sim thì mình thay chân sim. Còn nó một lỗi nơi con IC sim này thì mình nhấc ra, mình câu vào. Thì ở trên sơ đồ nó có rất nhiều sơ đồ câu sim, chân sim. Đây là IC phím của con Nokia X nhé. Đấy, IC phím nó vỡ này. Vỡ này nó ảnh hưởng lắm, vỡ nhỏ này. Đấy, nhìn thấy chưa? Vỡ này là không sửa được đâu. Mình phải thay con khác ấy. Còn đây thì phải thay. Đây là cái dung nhá. Hỏng dung mình thay dung thôi. Hỏng chân sạc thay chân sạc. Hỏng IC thì thay IC. Đấy. Đây là khu vực xử lý chính của nó. Thì mình đi chi tiết vào bài nào thì mình dạy bài đấy. Ví dụ sóng thì mình đi vào đường sóng, mình sửa xử lý riêng ra đường sóng. Ok, tạm biệt các bạn.